Thưa các cụ, các ông, các bà, lời đầu xuân mới tôi xin thay mặt cho nhà trai xin có lời kính chúc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà lời đầu xuân mới tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc gia đình và lắm tài lộc động. Ngày hôm nay là ngày dạy tốt, hai bên tình cha lo chăm lo hạnh phúc cho các cháu. Tôi xin thay mặt cho nhà trai kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác từ mọi miền ra mắt. Tới giờ phút này cũng đông đủ trên hôn trường họ nhà gái để chuẩn bị dự lễ buổi ăn hỏi sáng hôm nay. Và kính thưa cô dì chú bác, các bạn nam nữ thanh niên, quan viên bố họ, tôi rất vinh dự được đại diện họ nhà gái hôm nay, ngày lành tháng tốt. Thay mặt họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý cụ, quý ông bà, cô dì chú bác, các bạn nam nữ thanh niên và quan viên bố họ về đây những ngày trọng đại của hai cháu Mến và cháu Vinh. Qua lời phát biểu của vị đại diện của nhà trai có cơ dầu xin dâu, vậy tôi thay mặt họ nhà gái xin chấp nhận. Thank you.
There's an innate beauty calling to me.